Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Quát nhé. Vâng, hôm nay hệ thống đồng hồ Dương Quát của chúng tôi review một mẫu đồng hồ thời trang thương hiệu Casio đến từ Nhật Bản. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ mới ra mắt của thương hiệu Casio và được đánh giá là ngon, bổ, rẻ và rất là thời trang luôn. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ xem chi tiết từng sản phẩm một ngay bây giờ anh em nhé. Vâng, đến với mẫu đầu tiên chúng ta hãy chiêm ngưỡng em Casio với mã là WS1400H3AVDF có giá là 1.086.000. Vâng, chỉ có 1.086.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một mẫu đồng hồ đấy, một mẫu đồng hồ Casio phiên bản rất là thời trang luôn, phiên bản dây nhựa đây, phiên bản dây nhựa vỏ nhựa cực kỳ thời trang và cực kỳ đẹp. Đây tôi tháo cái cống này ra cho anh em xem nhé. Đó, tôi sẽ tháo cả dây luôn. Đây, rất là yêu luôn anh em ạ. À. Anh em xem chi tiết nhé. Đó, rất là nhiều chức năng luôn. Gồm có giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, lịch thứ ngày tháng. Rồi là chức năng thể thao ở cái rất là nhiều luôn anh em ạ. À. Khỏi phải nghĩ luôn. Đây, pin của mẫu đồng hồ này là 10 năm anh em nhé. Và màn hình là LCD đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét anh em ạ, sắc nét cực kỳ luôn. Đây phần dây của em nó này, dây nhựa màu xanh navy rất là đẹp, màu dây này rất là đẹp luôn. Đó, vỏ đen. Vâng, mặt sau của em nó thì có tem chính hãng của anh Khuê Watt, nhà phân phối đồng hồ Casio độc quyền tại Việt Nam luôn. Đây tem chống giả anh em nhé. Còn anh em mà mua đồng hồ Casio mà không có cái tem này ấy, tem vàng này ấy, thì chỉ là hàng cách tay hoặc là hàng nhái giả thôi. Đó, rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây tôi sẽ ướm lên tay cho anh em coi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Thì cổ tay của tôi là cổ tay 18 cho nên là đeo mẫu đồng hồ này thì cũng rất là ok luôn. Đấy, anh em là có cổ tay khoảng 16, 17, 18, 19 đều đeo mẫu đồng này rất là ok, rất là đẹp luôn. Đó. Đeo đẹp nhất là 17, 18, 19. Và ba kích thước cổ tay này thì tôi nghĩ là đeo rất là ok. Này, lên tay cực kỳ đẹp anh em ạ, sang cực kỳ luôn. Mà cách quan trọng đó là giá hạt rất là hạt rẻ. Đấy, giá rất là hạt rẻ, đúng theo cái nghĩa bóng nó là ngon bổ rẻ anh em ạ. Đó. Vâng, đây nó là cái tem chống hàng giả, đấy, tem chống hàng giả và là thẻ bảo hành chính hãng cho anh em luôn. Đó, khi anh em mua mẫu đồng hồ này thì cào cái lớp bạc này ra, đấy, cào lớp bạc này ra và ta sẽ vào cái đường link đây này, vào cái đường link bảo hành chấm anh Khuê, đây, bảo hành chấm anh Khuê đây. Đó, để mà kích hoạt bảo hành điện tử luôn anh em nhé. Đó, ok, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì mẫu đồng hồ thứ hai này, vâng, về chức năng thông số kỹ thuật mọi cái thì nó đều giống nhau bởi vì nó cùng một mã. Đó, nó cùng một mã thôi. Đây, tôi sẽ đọc mã cho anh em. Vâng, WS1400H1BVDF mà giá là 1.086.000. Quá rẻ luôn. Thì đây, anh em nhìn xem thì cái phần vỏ ấy thì là màu bạc anh em nhé, màu bạc. Đó. Và kết hợp điểm những màu đen bạc vào nhìn nó rất là sang chảnh. Đấy, trong mặt số thì cũng có chữ số màu cam đó, thì làm cho cái mẫu đồng hồ này nó trẻ trung cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn là học sinh sinh viên, nói chung là học sinh sinh viên, kể cả người đi làm, kể cả tuổi của tôi đeo mẫu đồng này, hồ này cũng rất là ok luôn, rất là dễ đeo, nó không quá kén anh em ạ. Bởi tôi rất thích những cái gì mà nó hình nó vuông vuông đó, nó hình nó vuông vuông như mẫu đồng hồ này thì tôi rất là thích luôn, bởi vì nó nhìn nó rất là chất luôn. Đó, đây này, nó giống như cái dòng AE1200 của Casio đó, cũng rất là đẹp. Thì con này thế thôi, pin 10 năm, nó pin 10 năm, chức năng cũng vậy, đều có lịch thứ, lịch ngày, rồi giờ phút giây, rồi là giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, các chức năng, rồi báo thức, các kiểu có hết. Vâng, anh em nhé. Đó, đây rất là đẹp luôn, dây màu đen, cực kỳ sang chảnh và nổi luôn đây. Đó, thì nó cũng đều có các nút chỉnh ở đây anh em ạ, gồm 1, 2, 3 nút, đó, nút này là không có, đó, nó cắt bớt nút này rồi anh em ạ, nó chỉ có 3 nút để chỉnh thôi, đây, 1, 2, 3 đây. Đó, các chức năng của nó là có 3 nút để chỉnh. Đó, giá cũng đều 1.086.000. Vâng, anh em kết mẫu nào thì hãy liên hệ ngay trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Hàng số lượng cũng không có nhiều. Thì anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dương Quát chúng tôi anh em nhé.
Rồi đến mẫu đồng hồ cuối cùng trong cái bộ sưu tập này thì đây cũng là một phiên bản tôi đánh giá rất là đẹp luôn. Với bạn nào không thích nó sự quá nổi trội đó, đây hai màu này thì nó nổi hơn, và đây là một màu là đen tuyền hết, đen xì luôn đây đó, và điểm màu xanh dương rất là trẻ trung và rất là sport luôn, rất thể thao luôn anh em nhé. Đó, pin con này những là 10 năm thì anh em tôi nghĩ rằng là chắc là đeo vài năm chán thì cho ai đi, chứ còn pin thì không bao giờ hết được luôn. 10 năm thì tôi nghĩ là các bạn đã thay cái con đồng hồ nào khác rồi, lúc đấy thì nó đã ra nhiều phiên bản còn hay hơn cả cái mẫu này, thì tôi nghĩ rằng là lúc đấy là anh em chắc là không còn đeo mẫu này nữa đấy, hoặc là mới để dành cho con cho cháu đeo rồi đó. Đấy, nó vui với anh em là như thế. Thì pin những 10 năm thì tôi nói với các bạn là quá là khủng khiếp rồi, không phải với một cái đồng hồ có 1 triệu, gọi là 1 triệu bạc mà pin những 10 năm thì tôi nghĩ là không có gì phải bàn cãi mà chê đắt chê rẻ gì ở đây nữa, nó là siêu rẻ rồi, không phải nghĩ ở đây nữa đó, cực kỳ đẹp em nhé. Đó, mẫu này thì vừa mới ra mắt thôi cho nên nó đang còn rất là hot trên thị trường, và tôi đánh giá rằng mẫu đồng hồ này sẽ là mẫu đồng hồ bán rất chạy trên thị trường đấy anh em ạ. Đấy, nó rất là đẹp luôn, từ dây khóa mọi cái đều rất là đẹp luôn. Đây khóa này, đấy, khóa bằng nhựa luôn anh em nhé, khóa bằng nhựa. Nếu bạn nào mà ví dụ dị ứng với kim loại mà đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là chả phải bàn cái gì cả luôn, bởi vì quá là ok. Đây nó còn gồm có những cái nút chỉnh ở trên phần dây này nữa anh em nhé. Đây này, đấy ấn là nó hiện lên đây này, láp này, nó có đầy đủ các chức năng luôn, rất nhiều chức năng rồi mẫu đồng hồ này. Vâng, tôi đánh giá đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là không có gì phải bàn nữa, quá đẹp luôn ạ. Bạn nào mà thích sự khỏe khoắn thì tôi nghĩ là sport thể thao thì tôi nghĩ là đây là mẫu đồng hồ không nên bỏ qua, quá đẹp rồi. Rồi trên đây là tôi giới thiệu với anh em là 3 mẫu đồng hồ đấy, Casio là mã là VKF 14100H đó, đó là cái mã đầu của mẫu đồng hồ này. Thì anh em kết mẫu nào thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình để sở hữu ngay em nó anh em nhé. Và vì mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là quá rẻ rồi, không còn phải bàn cãi cái gì nữa, quá tuyệt vời rồi. Vâng, thì anh em xem video nhớ like, share và chia sẻ và đăng ký kênh, và để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giao Quát của chúng tôi ngày càng làm những video hữu ích hơn nữa, cũng như là review những sản phẩm mới nhất đến với anh em trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.